Mà cứ hễ gắn vào phụ nữ thì nó là cái gì đó nhục nhã, xấu xa. Thậm chí là phụ nữ nữa, trong xã hội hiện đại vẫn mang những cái tư tưởng yếm thế và luôn luôn là có cái tư tưởng là hạ nhục phụ nữ khi mà họ gặp một vài vấn đề gì đó liên quan đến tình dục chẳng hạn. Đáng lẽ ví dụ như là khi mà người ta nói về một cái chuyện bây giờ có bao nhiêu cuộc cách mạng tình dục trên thế giới và ai cũng hiểu là bây giờ là thời đại của bình quyền đúng không? Thì cái chuyện sex mà nếu như mà ở góc nhìn male gaze của đàn ông á thì đây là một chuyện rất là thú vị, sung sướng, là giải quyết được vấn đề mọi thứ của con người. Nhưng mà cứ hễ gánh vào phụ nữ thì nó là cái gì đó nhục nhã, xấu xa, tabu, là gì, cấm kỵ. Chắc là trong sâu xa tiềm thức thì họ nghĩ đây là cái cách mà có thể vũ nhục phụ nữ nhất. Cuối cùng là phải quy vô cái chuyện sex. Thì em thấy rất là kỳ lạ. Anh nghĩ cái chuyện này nó đôi khi nó cũng là một cái, như anh nói này, là một cái di sản tật nguyền của một cái tư tưởng Nho giáo mà về phù hệ á, nhất nam viết nữ, thập nữ viết vô, đúng không? Thì chuyện như ăn sâu vào đó của con người và đàn ông rồi. Và cho nên là họ luôn khi mà có vấn đề liên quan đến phụ nữ, đến nghệ sĩ sáng tạo nữ, thì họ mà có gặp những scandal thì họ luôn luôn quy chụp, họ bóp méo theo cái góc nhìn như vậy, hạ nhục phụ nữ, hoặc là như Vy nói là gắn với cái giường, đại loại như vậy. Nhưng mà chuyện đó là nó còn tồn tại ở trong những cái đầu óc mà họ kế thừa một cái di sản tật nguyền như vậy. Nhưng mà vẫn có những cái nhìn tiến bộ, nhiều cái nhìn mà nó bảo vệ cho cái quan điểm của Hiền Trang, hay là nhìn nó một cách nó khách quan, công khai hơn chứ không. Thì đó, thì anh nghĩ là những người đó họ, một là yếm thế, hai là họ cũng có một vài cái ấu trĩ nào đó trong cái nhận thức suy của họ chẳng hạn. Thì chuyện đó nó tồn tại chứ không có. Nhưng mà ngay ở trong phim ảnh của Việt Nam cũng vậy mà. Khi mà mô tả về, nhất là những bộ phim của đạo diễn, các đạo diễn nghệ thuật á. Như em phim Trần Anh Hùng hay là Vì Có Biết mà Phan Đăng Di, rồi là Bùi Thạc Chuyên, Hoàng Điệp. Những phim nghệ thuật của họ luôn luôn được mô tả là những bộ phim mà nói về sự bất lực của nam tính trong đó. Và hình ảnh của người đàn ông trong những bộ phim đó nó hơi yếm thế, nó thất bại, và tất cả mọi thứ đều dồn lên những cái bi kịch hay những cái đau khổ đều dồn lên vai người phụ nữ. Cái đó một cái mà nó cũng tồn tại trong cái xã hội Việt Nam, tại vì sao Việt Nam nó xã hội nó hơi mang tính phụ hệ và nó thừa hưởng từ cái Nho giáo của Trung Quốc từ lâu đời rồi. Anh phải chăng đấy là cái mà nó làm cho những cái suy nghĩ của rất nhiều người đàn ông, thậm chí là phụ nữ nữa, trong xã hội hiện đại vẫn mang những cái tư tưởng yếm thế và luôn luôn là có cái tư tưởng là hạ nhục phụ nữ khi mà họ gặp một vài vấn đề gì đó liên quan đến tình dục chẳng hạn.